Pháp sắp chuyển chiến đấu cơ Mirai 2000 cho Ukraine. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ chuyển giao chiến đấu cơ Mirai 2000 và đào tạo phi công Ukraine theo khuôn khổ hợp tác quân sự giữa hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron nói ngày 6 tháng 6, song không tiết lộ sẽ chuyển bao nhiêu máy bay, ngày mai, chúng tôi sẽ khởi động chương trình hợp tác mới và công bố chuyển giao chiến đấu cơ Mirai 2000, năm do nhà sản xuất Dassault của Pháp phát triển cho Ukraine cũng như đào tạo phi công Ukraine tại Pháp. Tổng thống Pháp cho biết khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elix ở thủ đô Paris trong ngày 7 tháng 6, ông sẽ đề nghị đào tạo phi công Ukraine từ mùa hè này. Ông nói, thông thường bạn sẽ cần khoảng 5-6 tháng, do đó, tới cuối năm, các phi công sẽ đào tạo xong. Và họ sẽ được đào tạo tại Pháp ông Macron nói Ukraine đang phải đối mặt thách thức lớn về huấn luyện binh sĩ trong bối cảnh nước này tìm cách huy động thêm hàng chục nghìn người ra tiền tuyến. Ông cho biết Paris sẽ trang bị và huấn luyện lữ đoàn gồm khoảng 4.500 lính Ukraine để họ có thể sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước sau khi trở về từ Pháp. Kiev cũng đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cử sĩ quan huấn luyện đến Ukraine đào tạo binh sĩ nước này nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quân số trong cuộc chiến với Nga, theo Tổng thống Pháp. Ông Macron nói, Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng của ông ấy đã yêu cầu tất cả các đồng minh trong lá thư gửi 48 giờ trước rằng, chúng tôi cần các bạn huấn luyện chúng tôi nhanh hơn và hãy làm điều này trên đất nước của chúng tôi. Có nhiều đồng đoán rằng ông Macron có thể nhanh chóng gửi sĩ quan huấn luyện người Pháp tới Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cho biết họ sẽ cùng các đồng minh quyết định và nhấn mạnh rằng ông không tin động thái như vậy của Paris là leo thang căng thẳng. Ông nói, chúng tôi đang làm việc với các đối tác và sẽ hành động trên cơ sở quyết định chung. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.